Rồi ha, xin chào các bạn ha. Thì mình sẽ tiến hành giải đề ôn tập cuối học kỳ 2 của lớp 10 ha. Đầu tiên là một câu về giải các mắt phương trình sau. A. Đối với hai câu A, B thì các bạn tiến hành lập lại xét dấu thôi, được chưa? Câu A là dạng gì? Dạng tích, còn câu B là dạng phân thức. Thì các bạn lập lại xét dấu, thì các bạn áp dụng các quy tắc xét dấu để các bạn chia được. Đầu tiên là x bình cộng x trừ 6 nhân với 1 trừ x lớn hơn bằng 0. Đấy. Các bạn sẽ tính hai nghiệm đó ra là gì? Đầu tiên các bạn sẽ tính nghiệm của x bình cộng x trừ 6 bằng 0. Cái này các bạn bấm máy này thì các bạn sẽ được hai nghiệm đó là x bằng gì? X1 sẽ bằng trừ 3 ha. X2 sẽ bằng 2. Đấy. Các bạn chưa? Rồi, thứ hai là cái 1 chữ x bằng 0 thì nó quá rõ ràng thì được nghiệm x bằng 1. Rồi có các cái trị bắt đầu thì các bạn sẽ lập xét dấu ở đây thôi. Đây sẽ là x, dưới đây các bạn sẽ tạo ra hai cột, đó là cột x bình cộng x trừ 6 và đây sẽ là cột 1 chữ x. Và đây là cái cột phía trái. Đấy, cột mà tích của nó đó. Đầu tiên các bạn sẽ sắp xếp các giá trị của x từ bé đến lớn, đúng không? Bé nhất sẽ là âm vô cùng này. Tiếp theo đến trừ 3, tiếp theo đến 1, 2 là âm vô cùng thôi. Rồi, x bình cộng x trừ 6 sẽ bằng 0 tại hai điểm, đó là trừ 3 và 2. Nên các bạn ghi 0 vào. Chưa? Số 1 nó không liên quan đến nó, nên các bạn gạch một cái ở dưới cái chỗ đó. Các bạn áp dụng quy tắc là gì? Đối với tam thức bậc 2 sẽ là trong, khác, ngoài, cùng. Khác và cùng ở đây chính là cùng dấu hay là khác dấu với hệ số A đó. Thì ở đây các bạn thấy là hệ số A của mình nó đang là 1, đúng không? Là dấu dương, đúng không? Cho nên dấu của mình sẽ là gì đây? Trong, khác và trừ trừ, ngoài cùng, hai dấu cộng ở ngoài đây. Còn đối với cái biểu thức bậc nhất này thì các bạn áp dụng quy tắc là trái khác phải cùng thôi. Chưa? Trái khác phải cùng. Trái là bên trái của nó, đây dấu trừ thì bên trái nó sẽ là dấu cộng và bên phải sẽ là dấu trừ. Các bạn bên phải sẽ là dấu trừ. Rồi. Tích cho nên là dương nhân dương sẽ là dương, âm nhân dương sẽ là âm. Tương tự, đây sẽ là dương, đây sẽ là âm. Đấy, vì các bạn nhìn vào, các bạn sẽ kết luận được nghiệm của gì? Của cái phương trình này, của bất phương trình này. Vậy, S bằng gì đây? Lớn hơn bằng 0 thì nó sẽ là những cái dấu cộng, đúng không? Là khoảng này và khoảng này, được chưa? Vậy S của mình sẽ bằng là từ âm vô cùng cho đến âm 3 hợp với từ 1 cho đến 2. Đó là đặc biệt của mình. À, xin lỗi các bạn. Ở đây mình ghi xuống là nó sẽ bằng 0 tại 3 cái, đúng không? Lớn hơn bằng 0 nên là ở đây sẽ là từ âm vô cùng cho đến âm vô cùng cho đến là, các bạn để ý là người ta yêu cầu lớn hơn bằng 0 đó, nên mình lấy cả cái số bằng 0 luôn. Âm vô cùng cho đến trừ 3 và từ đoạn 1 đến 2. Đó là câu A của mình. Câu B các bạn làm tương tự ha. Câu B các bạn đưa về dạng phân thức rồi các bạn đi tính cái nghiệm phân tử, nghiệm dưới mẫu và từ đấy các bạn cũng lập lại xét dấu thôi. Thì câu B các bạn tham khảo cái lời giải của thầy ở trong cái tờ đáp án thầy sẽ ghi ở dưới cái video này ha. Đó, câu bài số nhất. Bài thứ hai là bài về tìm m để bắt phương trình sau nghiệm đúng với mọi x tụ r. Chưa? Nghiệm đúng với mọi, các bạn để nghiệm đúng với mọi. Đó. Thì các bạn đi xét trường hợp thôi. Thứ nhất, các bạn để ý là bài này hệ số A của nó chưa xác định. Thì là mình chưa biết nó bình dương, mình chưa biết nó khác không hay nó bằng không. Vậy thì hiển nhiên mình phải làm sao? Mình phải xét trường hợp đó, đúng không? Trường hợp 1 là hệ số A của mình bằng không, là M cộng 2 của mình nó bằng không. Điều này tương đương với M của mình bằng âm 2. Đó. Với M bằng âm 2 các bạn phải làm sao? Thế vô. Bởi vì mình đã xét nó bằng không rồi, mình ở đâu có m mình thấy bằng âm hai thôi, đúng không? Nên suy nghĩ đây, các bạn đặt fx là thằng này ha, đặt nó là thằng này đi,
Rồi chưa ấy, fx của mình sẽ là, thôi vậy mình ghi thêm một cái dòng cho nó rõ ràng ha. Các bạn ghi một dòng là gì đây? Đặt fx là cái thằng người ta cho mình đấy, cộng 2x bình cộng 3 nhân cho 1 cộng 2 x cộng cho 1 cộng 3. Được chưa? Vậy các bạn chia được fx của mình nó sẽ bằng gì đây? Thế trừ 2 vô thì cái này bằng 0 này. Thế trừ 2 vô thì cái 3 nhân cho m cộng 2 x nó cũng bằng 0 luôn. Và fx của mình nó sẽ là bằng 1 và cái này lớn hơn 0 thì luôn đúng. Đấy, luôn đúng thì là nó nghiệm đúng với mọi x của em rồi đấy các bạn. Được chưa? Rồi qua trường hợp số 2 đi. Trường hợp 1 là xét m cộng 2 bằng 0 rồi, vậy trường hợp số 2 rõ ràng là m cộng 2 nó phải khác 0. Với m cộng 2 khác 0 thì fx của mình ấy, nên lớn hơn 0 với mọi x của r khi và chỉ khi thỏa hai điều kiện, đó là delta của mình phải bé hơn 0 và hệ số a của mình lớn hơn 0. Được chưa? Hệ số a của mình là gì đây? Các bạn thế vô hệ số a của mình chính là thằng m cộng 2 của mình ấy là phải lớn hơn 0. Còn delta thì bằng gì? Nhớ không? Delta là bằng b bình trừ 4ac. Chưa? B bình trừ 4ac thì ở đây sẽ là b bình sẽ là 9 nhân cho m cộng 2 tất cả bình trừ cho 4. A là m cộng 2. C là m cộng 3. Chưa? Cái này nó phải lớn hơn à, bé hơn không? Rồi thì đây các bạn giải ra thôi. Tương đương gì? Các bạn nhân hết cái biểu thức này vào đó, các bạn rút gọn nó thì các bạn sẽ được là 5m bình đúng không? 5m bình cộng 16m cộng 12 nó sẽ bé hơn 0, và cái m cực cộng 2 lớn 0 sẽ được là m sẽ lớn hơn âm 2. Đấy, thì đây các bạn bấm máy cái bất phương trình ở trên thì các bạn sẽ được là gì đây? Trừ 2 bé hơn m và bé hơn trừ 6 phần 5, còn cái ở dưới sẽ là m lớn hơn âm 2. Hợp nghiệm lại lại nó sẽ được là từ âm 2 lớn hơn m 6 phần 5. Đó. Vậy các bạn kết luận nghiệm thôi. Vậy là gì? Âm 2 bé hoặc bằng m và bé lớn hoặc bằng m và bé hơn trừ 6 phần 5 thì phải yêu cầu bài toán. Đấy, lưu ý là có dấu bằng rồi nhá. Dấu bằng là cái trường hợp 1 mình xét m bằng âm 2 nó đúng rồi này. Nên các bạn thêm dấu bằng vô đây nữa thì sẽ thành là m sẽ nằm trong khoảng lớn hơn hoặc bằng âm 2 và bé hơn trừ 6 phần 5 thì nó sẽ phải yêu cầu bài toán. Được chưa? Rồi bài số 3. Một bài về khai triển hệ thức nhị thức Newton thôi. Nó yêu cầu tìm cái hệ số lớn nhất trong cái khai triển bậc 4 này. Thì các bạn ghi ra ha. À, có gì đây? 1 phần 4 cộng cho 3 phần 4 x tất cả 4. Các bạn ghi công thức tổng quát nó ra là gì? Nó sẽ là từ 4 đến k c k của 4 nhân với là 1 phần 4 nhân với 4 trừ k nhân với 3 phần 4 x 1 k. Đó, đây đây công thức tổng quát của những Newton đúng không? Rồi. Các bạn tiến hành thế k từ 0 cho đến 4 đúng không? Với k bằng 0 thì các bạn sẽ được là gì? 1 phần 256. Đúng không? Với k bằng 1 các bạn cứ thế qua máy tính và các bấm lần lượt thôi. Với k bằng 1 thì chúng ta sẽ được là C14 nhân với 1 phần 4 mũ 3 nhân với 3 phần 4 mũ 1. Đúng không? Sẽ được là 3 phần 64 x với k bằng 2 sẽ được là gì đây? C24. Rồi, ghi từ từ cho các bạn hiểu ha. Ghi này nhiều khi có các bạn không hiểu. Đầu tiên k bằng 0 này là C04 nhân với 1 phần 4 mũ 4 nhân với 3 phần 4 mũ 1 mũ 0
nhân với x. Rồi. 3 phần 4 x mũ 0. Đấy. Tiếp theo, thì k bằng 1 sẽ là c mũ 4 nhân với 1 phần 4. 1 phần 4 mũ 3 nhân với 3 phần 4 x mũ 1 được chưa? Tiếp tục. Với c bằng 2 thì sẽ là c 0 c 2 4. Đấy. Nhân với 1 phần 4 mũ 2 đúng không? K bằng 2 mà thì 4 trừ 2 là 2 này. Nhân với 3 phần 4 x mũ 2. Tiếp tục. K bằng 3 thì c 3 4. Cho 1 phần 4 mũ 1 nhân cho 3 phần 4 x mũ 3. Cuối cùng là cái k bằng 4 là c 4 4 nhân với 1 phần 4 mũ 0 nhân với 3 phần 4 x mũ 4. Đấy, đến đây các bạn tiến hành bấm máy tính thôi, nhập hết vào máy tính được chưa? Thì cái đầu tiên sẽ ra là 1 phần 256, tiếp theo là ra 3 phần 64 x, tiếp theo là ra 27 của 120 phần 128 x bình, tiếp theo là 27 phần 64 x mũ 3, và cuối cùng là 81 phần 256 x mũ 4. Đấy, các bạn cứ nhớ công thức tổng quát rồi cái công việc tính toán thì các bạn cứ nhập vào máy tính thôi, được chưa? Đó, thì các bạn đây chính là cái dạng khai triển của nó đây. Đây chính là cái dạng khai triển của nó. Đây nhé, khai triển của nó. Vậy nhìn vô khai triển này thì các bạn có kết luận được vậy số lớn nhất là bao nhiêu không? Đấy, các bạn nhìn vô các bạn thấy được hệ số lớn nhất là bao nhiêu? Các bạn nhập vào máy tính ha, thì các bạn thấy lớn nhất sẽ là cái thằng 27 phần 64 đấy. Xong bài số 3 ha. Chúng ta coi bài số 4 luôn. Một bài về trong chương tổ hợp. Tổ hợp xác suất ha. Đây số tổ hợp đây này. Trên mặt phẳng cho thập giác lồi. Đấy, nhà chủ thích thập giác lồi chính là hình có 10 cạnh lồi. Như là 10 đỉnh các bạn. Có nó có 10 đỉnh từ A1 đến A10 đấy. Xét tất cả các tam giác mà các đỉnh của nó là đỉnh của thập giác. Hỏi trong số các tam giác đó có bao nhiêu tam giác mà cả ba cạnh của nó đều không phải là cạnh của thập giác. À, nói chung ấy, bạn hình dung ấy. Ví dụ thầy cho một cái hình ít cạnh hơn đi. Là như thế này đi. Thế ví dụ đại đại á. Đây, nó kia là có bao nhiêu tam giác mà cả ba đỉnh đều không phải là đỉnh của cái thập giác này. Vậy là thập giác này nó có những đỉnh là những đỉnh như này không nữa. Đấy, mình thì chọn được một cái tam giác, thì là mình chọn được cái đỉnh nào mà mình nối lại với nhau thì tam giác của mình tạo thành đó nó không phải là cái cạnh của cái thập giác này. Ví dụ như là đây này. À đây thì cái cạnh này nó chưa đủ điều kiện rồi, mình thêm một cái nữa. Đấy, ví dụ như hình như thế này này. Đấy, thì cái tam giác mà thầy vừa tạo thành ấy nó không có đỉnh nào là nó không có cạnh nào là cạnh của tam giác hết, chưa? Thì bây giờ mình áp dụng vào cái hình lớn hơn là hình thập giác lồi thì các bạn tưởng tượng ha, chứ 10 cạnh thì mình vẽ ở đây nó hơi khó. Nhiều khi người ta cho 20 cạnh 30 cạnh thì mình phải vẽ mấy hình nhỏ nhỏ mình hình dung. Bài này mà để làm trực tiếp thì đếm khá là khó các bạn, bởi mình đếm khá phức tạp. Vậy mình sẽ nhưng mà bây giờ mình đi đến các cái tam giác mà có các cạnh là cạnh của thập giác thì nó lại dễ hơn đúng không? Bởi vì mình đã có số liệu cụ thể là mình có 10 cạnh rồi. Rồi bây giờ mình đếm các tam giác có cạnh là cạnh của thập giác, rồi mình sẽ sử dụng quy tắc bù trừ các làm phần bù của nó các bạn. Đầu tiên là câu A thì để đi đây, thứ nhất thầy sẽ đếm là số tam giác
có ba căn đều là căn của thập giác đúng không? Xin anh nhé, có ba căn đều là căn của thập giác. Được chưa? Thì các bạn tưởng tượng là gì? Thập giác á, nó có 10 căn đúng không? Bây giờ mình tìm những tam giác nào mà nó có ba căn đều là căn của tam giác thì có phải là gì? C3 của 10 không? Mình chọn ba căn cho 10 căn đó thì mình nối lại với nhau thì hiển nhiên là cả ba căn nó đều là căn của tam giác thôi. À xin lỗi, là ba đỉnh thôi. Xin lỗi, căn không nối được. Xin lỗi các bạn nhé, ba đỉnh. Đấy. Vậy thì chúng ta có là C3 10 số tam giác có ba đỉnh đều là đỉnh của thập giác. Thì có nghĩa là chúng ta có tổng cộng là C3 10 cái tam giác. Được chưa? Thứ hai, chúng ta tính gì đây? Số tam giác có hai căn. Và hai căn là căn của tam giác. Rồi, ví dụ tương tự này, bây giờ hai căn là căn tam giác, ví dụ cái hình này hai căn mình được cố định lại một cái được chưa? Thì cái đỉnh còn lại thì nó phải như thế nào? Ví dụ hình này là hình có một đỉnh nè, hai đỉnh nè, ba đỉnh nè, bốn đỉnh nè, năm đỉnh nè, sáu đỉnh nè, được chưa? Bây giờ mình chọn hai căn cạnh nhau là căn tam giác rồi, vậy thì mình có mấy cách chọn những đỉnh còn lại? Mình không được chọn ba cái đỉnh này thôi đúng không? Mình không được chọn ba cái đỉnh này thôi đúng không? Còn mình sẽ được quyền chọn những cái đỉnh như này, thế này, thế này. Đó vậy. Thì đầu tiên là mình sẽ có bao nhiêu cái thập giác như thế? Thì có bao nhiêu cái tam giác như thế? Mà hình dung được không? Thì nó có duy nhất là một cách chọn đó, mình sẽ chọn hai, mình chọn cái căn như này còn lại hơn đúng không? Chứ mình chọn, nếu mình chọn cái đỉnh này thì mình nối lên đâu có được một cái tam giác đâu. Thì hiển nhiên là với những cách dịch chuyển như thế mình sẽ có là 10 10 cái tam giác thỏa mãn đúng không? Mình sẽ có 10 cái tam giác thỏa mãn đúng không? Đầu tiên là như thế này, xong đó các bạn sẽ dịch dịch từ căn đó sang căn này đúng không? Các bạn dịch từ hai căn này xong các bạn lại dịch sang căn như thế này đó, thì các bạn sẽ có một tam giác như thế này. Tiếp theo các bạn dịch tiếp, dịch qua bên căn là sẽ dịch qua thằng này đó, cái thằng này thì các bạn sẽ nối cái đỉnh lại đó. Cứ như thế thì chắc chắn các bạn sẽ có 10 cái tam giác rồi. Được chưa? Đó, thì sẽ cái hình này đi để hình mới. Tiếp theo, số tam giác có một căn là căn của thập giác. Rồi, có một căn là căn thập giác thì ví dụ mình chọn, thầy chọn một căn như này đi. Bây giờ muốn cái tam giác đó nó chỉ có một căn này là căn thập giác thôi thì thầy không được chọn hai cái đỉnh căn này đúng không? Hai cái đỉnh liền kề hai bên của nó đúng không? Bởi vì nếu mà thầy chọn hai cái đỉnh mà thầy vừa phân đó thì các em nối lại thì có phải là các em sẽ nối thành một tam giác mà có hai đỉnh là hai căn tam giác rồi không? Đó chính là cái trường hợp trên rồi. Vậy hiển nhiên thầy không được chọn, nếu thầy chọn cái căn này thì thầy sẽ không được chọn hai cái đỉnh liền kề của cái căn đó. Cho nên là thầy mà bây giờ nghĩa là mình mất đi bốn cái đỉnh rồi, vậy thì mình chỉ còn sáu cách chọn những cái đỉnh còn lại thôi đúng không? Thì các bạn sẽ có gì đây? Đầu tiên chọn căn thì các bạn sẽ có 10 cách chọn căn. Được chưa? Chọn căn thì các bạn sẽ có 10 cách chọn căn này. Các bạn có thể chọn cái căn này hoặc là các bạn chọn sang cái căn này hoặc là các bạn chọn sang cái căn này đó. Ứng với mỗi cách chọn căn thì các bạn sẽ có 10 cách
ứng với mỗi cách chọn cái căn đó thì các bạn sẽ có 10 cách, sẽ có 6 cách chọn những cái đỉnh để nối thành một tam giác, và chỉ có một cái căn đó là căn của thập giác thôi. Nên sẽ là 10 nhân cho C 10 nhân cho 6 không? 10 nhân cho 6. 10 căn và mỗi căn sẽ ứng với 6 cái. 10 nhân 6 bằng 60. Được chưa? Đây là 10 tam giác này. Đi nào. Đây là 60 tam giác. Và cuối cùng chúng ta sử dụng quy tắc phần bù thôi, suy ra để số tam giác không có cạnh nào là cạnh của thập giác. Đó. Thì số tam giác mà không có cạnh nào là cạnh của thập giác thì nó sẽ bằng tổng số tam giác là bao nhiêu đây, trừ đi cái trường hợp là tam giác đó có hai cạnh là cạnh của thập giác, và trừ đi tiếp cái trường hợp là tam giác đó có một cạnh là cạnh của thập giác, đúng không? Thì sẽ là C 3 10 trừ cho 10 trừ cho 60, nó sẽ là 50 tam giác ha. Đó, các bạn hình dung ha. Khi nào mà các bạn hình dung, nếu bây giờ người ta có cho mình một cái hình 20 cạnh hay một cái hình 50 cạnh, 60 cạnh thì mình cũng có thể làm như này thôi. Được chưa? Qua câu B. Câu B là người ta kêu là một cái đề thi trắc nghiệm, mỗi cái có 10 câu, mỗi câu có 4 phương trả lời, mỗi phương trả lời thì đều khác nhau. Rồi. Cái này các bạn dễ hình dung rồi. Thì 4 câu thì sẽ có 1 câu đúng, 3 câu sai, trả lời đúng mỗi câu thì được 1 điểm. Và trả lời sai thì không được điểm và cũng không bị trừ điểm gì hết. Một học sinh trả lời 10 câu tính xác suất để học sinh đó đạt từ 7 điểm trở lên. Rồi. Bài khá đơn giản đó. Đầu tiên chúng ta tính không gian mẫu thôi. Và tính không gian mẫu nó thôi. Số phần tử mười câu, mỗi câu có bốn phương trả lời thì có phải là 4 × 10 không? Phải không mấy đứa? Mỗi câu thì có bốn cách chọn, bây giờ 10 câu thì có phải là 4 × 10 không? Đó. Tiếp theo, coi A là biến cố. Học sinh đạt từ 7 điểm trở lên đúng không? Đạt từ 7 điểm trở lên nha, trở lên chứ không phải là 7 điểm đâu. Thì là nó phải lớn hơn hoặc bằng 7. Đó, vậy sẽ có những trường hợp nào đây mấy đứa? Sẽ có trường hợp là gì đây? Thí sinh chọn đúng 7 và sai 3. Đúng 7 sai 3 thì sẽ được 7 điểm đúng không? Chọn đúng 7 câu sẽ là gì? Đầu tiên thầy sẽ chọn ra, thầy sẽ chọn ra 7 câu đúng. Được chưa? Thầy sẽ chọn ra 7 câu đúng và mỗi câu đúng sẽ chỉ có một cách chọn nhất thôi là 1 đúng không? Và thầy sẽ chọn ra 3 câu sai. Thầy chọn ra 7 câu đúng rồi thì thầy không cần chọn 3 câu sai nữa, mà 3 câu sai chắc chắn là 3 câu còn lại đúng không? Và 3 câu sai, mỗi câu sai thì số trường hợp chúng ta chọn là mấy? Một câu sai chúng ta có thể chọn là 3 cách đúng không? Bởi vì một phương án có 4. Các bạn hình dung nè. Chúng ta có 4 phương án là A, B, C, D, D. Ví dụ là câu đúng là chỉ có một cách chọn thôi, nhưng câu sai thì chúng ta có thể chọn B, chọn C hoặc chọn D, nên chúng ta có 3 cách chọn đúng không? Tương ứng với 3 câu thì sẽ có 3 × 3 × 3. Được chưa? Các bấm máy tính thì đây sẽ được là 3240 cách. Đó. Còn chọn ra 10, còn 7 câu đúng thì mỗi câu nó chỉ có duy nhất một cách chọn đúng thôi, nên là chúng ta nhân 1 thôi là các bạn tự hiểu ha. Tiếp theo, thí sinh của chúng ta gì? Chọn đúng 8, sai 2. Đấy.
chúng 8 ra 2 thì tương làm tương tự, chúng ta chọn là 8 câu mà thí sinh đã chọn đúng rồi. Thì tương ứng chỉ có duy nhất là một cách để chọn đúng thôi, à, hai câu còn lại thì chọn sai chỉ là 3 nhân 3. Yes, thế thì ít hơn có 405 cách. Và cuối cùng là gì? Chọn đúng 9 sai 2. Cuối cùng là chọn đúng đúng cả 10. Đấy. Chọn đúng 9 thì tương tự, chọn C9 10 nhân 1 nhân câu sai là 3 cách. Và tổng là 30 cách. Đấy, và đúng cả 10 thì chỉ có một cách thôi. Đúng không? Để được 10 điểm thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải đúng hết. Thế thôi, được chưa? Không có chọn sai, không đúng câu nào hết. Vậy thì các bạn suy ra được là cái số phần tử của không gian mẫu thí sinh đặt bảy điểm trở lên là bằng tổng tất cả các trường hợp này cộng lại, đúng không? Là 3.240 cách cộng cho 405 cộng cho 30 và cộng cho 1 bằng 3.676 cách. Từ đó thì sẽ được biến cố của mình là gì đây? Sẽ bằng NA chia N omega bằng 3.676 chia cho 4 mũ 10. Xác suất của chúng ta là bao nhiêu đây? Đó, thì thực tế thì xác suất thì nó cũng giống như các cái quy tắc đếm, quy tắc nhân, các cái bài về tổ hợp, chỉnh hợp, phân vị rồi thôi, ngon mấy đứa. Nhưng chẳng qua là nó gắn thêm cái không gian mẫu và nó yêu cầu chúng ta phải tính tỷ lệ giữa số phần tử biến cố với số phần tử của không gian mẫu thì sẽ ra được xác suất. Đó là câu số 4.